sao đã cố nhắm mắt rồi mà vẫn không ngủ được. Lão này ngủ ngon này. Em sao đây? Em không ngủ được, em cố nhắm mắt rồi nhưng mà não nó không chịu ngủ. Không ngủ được, không ngủ được, không ngủ được. Biết rồi, biết rồi. Tóm lại là không ngủ được đúng không? Bây giờ thế này nhá, người ta bảo không ngủ được ấy thì phải đếm. Bây giờ em đếm đi. 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào? Đếm chứ không là hát. Đêm hôm rồi. 1 phát 2 nhát, 3 phát 4 nhát, 5 nhát, 6 phát, 7 nhát. Thôi, dừng. Cái gì mà toàn phát với nhát thế? Anh sợ dần đều rồi đấy nhá. Thì em đang xem là nếu như mà anh làm chuyện gì có lỗi với em thì em sẽ phải tẩn anh bao nhiêu cái. Thôi, anh xin em đấy. Nghe là thấy sợ dần đều rồi. Thôi, nhắm mắt đi ngủ đi. Lại sao nữa? Em thấy bên này dễ ngủ hơn. Nhưng cùng là một cái giường, chỗ nào như nhau? Không, rõ ràng bên này dễ ngủ hơn thì nên anh mới ngủ được. Chứ em nằm bên đấy có ngủ được đâu. Đổi chỗ nha anh. Đổi thì đổi. Lần này ngủ đi nhá. Sáng mai còn đi làm sớm. Tại sao nó cố nhắm mắt rồi mà vẫn không ngủ được? Tại sao càng cố ngủ thì não lại càng thức? Tại sao mọi người cứ phải đi ngủ ở ban đêm, một mình thì không ngủ được? Tại sao? Stop! Nhức não quá! Anh cũng không ngủ được này. Ôi, không ngủ được ấy không phải là do em. Anh thấy người ta lao động hăng say vào ban ngày, là buổi đêm ấy người ta đặt lưng cái, người ta ngủ luôn, ngủ ngon luôn. Thế ý của anh là ban ngày em lười làm ham ăn, thế nên là em mới thừa năng lượng, bây giờ em không ngủ được. Ê, chứ gì? Không phải, nhưng mà đúng rồi đấy. Anh nghĩ rằng bây giờ em phải lao động gì đấy đi. Chẳng hạn như việc là em ngồi dậy, xong em đi chạy bộ. Chào đâu? Thật. Cảm ơn chồng nhá. Em đi chạy luôn. Many, many minutes later. Bang. Anh ơi. Sao mày thành ra này? Thì anh chả bảo với em là em muốn ngủ ngon thì em phải thật là mệt. Em nghe lời anh, em chạy từ tầng 30 nhà mình xuống đến tầng 1. Xong rồi em chạy ngược lên. Thế nhưng mà em chẳng thấy dễ ngủ đâu. Em chỉ thấy khó thở thôi. Ôi anh lại em đấy, anh lại em này. Như thế là không chìm vào giấc ngủ ngàn thu là may rồi đấy nhá. Người ngợm mặt mũi ướt át thế này thì ngủ làm sao nữa. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Thôi rồi, bây giờ ấy ra đi tắm đi. Sau đó tí anh nấu ăn cho em nhá. Chí khổ với thân tôi thôi. Phận làm trai 12 bến nước. Bà lớp được đi ngủ. Đầu mắt đồ anh rửa xong rồi đấy. Này, em có khóa tiền sản đấy à? Tự dưng lại thở khí sinh thế này. Không phải đâu, mà là em ăn no quá. Bây giờ không phải là khó thở nữa, mà là không thở được nữa rồi. Ai bảo em ăn no làm gì? Anh nấu cho cả sáng mai mà. Thì em sợ em không ăn luôn thì có đứa ăn vụng mất. Cái nhà này thì làm gì có ai ăn vụng ngoài em. Bụng như cái trống thế này ngủ sao được. Thôi được rồi, anh biết rồi. Mai em được nghỉ phép đúng không? Thế đi cứ thức đi nhá. Bao giờ muốn ngủ thì ngủ. Em biết rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em sẽ mở YouTube em xem. Tối hôm ấy trời không mưa lớn lắm, nhưng giả dít thê lương, kéo theo cơn gió thổi xe sắt từng hồi. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã có ít ai qua lại, huống chi giờ này là quá nửa khuya, lại gặp đêm tông bão nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, Trang ơi, Trang, em tắt đi được không? Này, không gian bao trùm, em không dậy à? Lúc em không ngủ được thì anh giúp em hết sức cơ mà. Bây giờ lại mặc kệ anh à? Ôi, sao ngày to thế? Sao ngày to thế nhở?
Ai giúp tôi đi ngủ?